Càng xem MV của Hương Giang, khán giả càng khẳng định tình bạn chỉ đẹp khi tất cả cùng ế. Phải chăng tình bạn chỉ đẹp khi tất cả cùng ế là câu hỏi được nhiều người đặt ra sau khi xem MV mới, chuyện kể về tình tay ba của Hương Giang. Có rất nhiều ý kiến tranh cãi xung quanh vấn đề nóng hổi này. Suốt nhiều giờ qua, câu chuyện tình tay ba của Giang, Jack và Hân kéo dài từ anh đang ở đâu đấy anh, đến em đã thấy anh cùng người ấy, tiếp tục là đề tài nóng được cư dân mạng đem ra tranh cãi. Chuyện tình yêu không có lỗi, lỗi tại bản thân không hề mới mẻ, mà nó đã nổi cộm lên từ nhiều năm gần đây, không chỉ xuất hiện trong phim ảnh, ca nhạc, và ngoài đời thật cũng có khá nhiều chuyện tình tay ba dở khóc dở cười như thế, khi bạn thân lại cướp người yêu của nhau. Bỏ qua những điều bên lề liên quan đến xung quanh hai ca khúc Anh đang ở đâu đấy anh và Em đã thấy anh cùng người ấy của Hương Giang, điều khiến người ta tranh luận nhiều nhất là phải chăng tình bạn chỉ đẹp khi hai đứa cùng ế. Khi câu hỏi này được đặt ra đã có rất nhiều ý kiến phản biện. Nếu như có người nhiệt tình đồng ý thì cũng có người lại cho đây là một sự đổ lỗi cùn và nghe thật buồn cười. Tình bạn chỉ đẹp khi hai đứa cùng ế. Đối với tình bạn trên đời này, khó nhất là tìm thấy một người tri kỷ hiểu mình, khó nhì là tìm một người bạn thân đúng nghĩa. Chúng ta hay nhầm lẫn định nghĩa giữa bạn bè và bạn thân, đôi khi đi chơi cùng nhau nhiều một chút, nói chuyện với nhau lâu một chút. Sởi lởi dăm ba chuyện cuộc sống thường ngày chúng ta tưởng đã là thân. Chân thành là điều đầu tiên người ta nghĩ về một mối quan hệ thân thiết như bạn thân, sau đó nhất định phải có sự thấu hiểu, chia sẻ cảm thông. Bạn thân có thể không phải là người mà bạn sẽ gặp mỗi ngày, cũng không phải là người mà bạn nhất định phải có những cuộc hẹn định kỳ để hâm nóng tình cảm. Bạn thân là người mà bạn muốn gặp khi vui hay buồn, là người bạn đang muốn chia sẻ nỗi niềm trong cuộc sống, là người sẵn sàng ở bên bạn bất cứ lúc nào bạn cần, chỉ cần bạn lên tiếng. Tuy nhiên, nhiều người lại bỏ quên mất yếu tố quan trọng là lòng đố kỵ. Một tình bạn đẹp đẽ sẽ được xây dựng trên nền tảng không có sự ganh ghét. Có như vậy, trong mọi thành công hay vấp ngã của nhau, bạn thân mới có đủ sự chân thành để chung vui sẻ buồn, chứ không phải tức tối khi bạn hơn mình, hả hê khi bạn thất bại. Điều đó tồn tại trong mọi khía cạnh cuộc sống, kể cả tình yêu. Ở phần 2 câu chuyện tình tay ba, Em đã thấy anh cùng người ấy, Hương Giang cũng đã xoáy mạnh vào việc Hân quyết tâm cướp Jack khỏi Giang cũng chỉ vì lòng đố kỵ. Trước đây, Hân làm bạn thân của Giang với suy nghĩ Giang luôn hơn mình mọi thứ, và đây là cái tội lớn mà Giang phải trả giá. Chính vì vậy, Hân đã bày mưu tính kế, lấy đi người mà Giang yêu thương nhất, gây ra nỗi đau lớn cho người mà mình gọi là bạn thân. Có yêu đương cũng đừng quên bạn bè. Có yêu đương cũng đừng quên bạn bè, đây chính là một bình luận nhận được nhiều tương tác nhất của cộng đồng mạng. Đây cũng được xem là quan điểm phù hợp nhất khi nói về vấn đề tình bạn chỉ đẹp khi hai đứa cùng ế, được nhiều người đồng tình. Theo đó, không xuất phát từ một lòng đố kỵ nào, chỉ là sự hụt hẫng khi đứa bạn thân bỗng chốc bốc hơi khi có người yêu xuất hiện. Điều đáng nói, gần như ai cũng từng rơi vào tình huống trọng sắc khinh bạn hay yêu bồ bỏ bạn. Lúc mới yêu, những cảm xúc rung động thường khiến chúng ta bị cuốn sự chú ý vào mối quan hệ tình cảm đôi lứa hơn tình bạn. Có khi tình yêu gặp sự cố thì lại tìm về đứa bạn thân để trút bầu tâm sự. Khi chúng ta yêu, việc phải phân thân chia sẻ tình cảm tất nhiên sẽ khiến phần nào đó sự quan tâm dành cho bạn thân bị sao nhãng. Nhưng mọi thứ sẽ sớm ổn thôi, quan trọng nhất là sự thấu hiểu của người bạn thân, bởi có không ít người mang suy nghĩ tiêu cực, bạn thân bị cướp mất nên dễ xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Chuyện độc thân hay đã có người yêu, xét một cách thẳng thắn hoàn toàn không liên quan đến việc giữ được tình bạn đẹp hay không. Có thể vì chúng ta đã quá quen với chuyện đi đâu cũng có đứa bạn thân bên cạnh, vẫn vui vẻ và hạnh phúc mà chẳng cần thêm một tình yêu nào. Nên khi một đứa có người yêu, mọi thứ bỗng dưng bị xáo trộn, đôi khi đó là cảm xúc hụt hẫng, và đây chính là sự thấu hiểu lên ngôi. Ban đầu sẽ hơi khó khăn, nhưng nếu xuất phát từ việc luôn mong bạn mình hạnh phúc thì chuyện gì cũng dễ dàng. Sau tất cả, nếu đã có lòng đố kỵ trong một mối quan hệ thì ở đó chẳng có một tình cảm nào gọi là thân và ế, không phải là lý do làm nên một tình bạn đẹp. Bạn có nghĩ như thế không?